Mã Y Lợi, nàng Hạ Tử Vi bị chồng cắm sừng tức tưởi, hàng loạt sao nam từ chối đóng cảnh hôn. Mã Y Lợi là một trong những nữ diễn viên thực lực, nói không với bê bối thị phi của làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy, cô được đông đảo khán giả yêu quý, mến mộ. Thế nhưng, Mã Y Lợi có sự nghiệp thăng hoa bao nhiêu thì đường tình của cô lại trắc trở, chuyên truyền bấy nhiêu. Mã Y Lợi sinh năm 1976 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ rèn cho tính tự lập. Khi lên 15 tuổi, người đẹp tham gia đoàn vũ đạo Tống Nghệ Thượng Hải. Từ đây, cô có thể tự lo mọi chi phí sinh hoạt và học tập không cần đến trợ cấp của bố mẹ. Năm 1993, Mã Y Lợi bước chân vào showbiz khi mới 17 tuổi. Cô được chọn làm nữ chính trong bộ phim Lưu Hải Túc và nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, người đẹp lại không hài lòng với diễn xuất của bản thân. Cô quyết định thi vào khoa biểu diễn, Học viện Hí kịch Thượng Hải để rèn luyện thêm. Năm 1998, Mã Y Lợi tốt nghiệp và góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, nhưng chỉ đến khi góp mặt trong Hoàn Châu Cách Cách 3 với vai diễn Hạ Tử Vi, nữ diễn viên mới được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích. Đến năm 2007, sự nghiệp của Mã Y Lợi bước lên đỉnh cao với Phấn Đấu, bộ phim truyền hình gây sốt khắp Trung Quốc. Mã Y Lợi thử sức với nhiều kiểu vai diễn khác nhau và đạt được những giải thưởng danh giá. Cô từng đăng quang ngôi vị ảnh hậu tại Liên hoan phim điện ảnh quốc tế Trường Xuân lần thứ 9. Ngoài ra, người đẹp còn được vinh danh về diễn xuất tại giải thưởng Hoa đỉnh lần thứ 2, Asia Rainbow TV Award lần thứ nhất và giải thưởng Kim Phượng Hoàng lần thứ 12. Là diễn viên hàng đầu showbiz, nhưng Mã Y Lợi từng bị bạn diễn bóc phốt là không muốn đóng cảnh hôn với cô, Lưu Diệp, ảnh đế Kim Mã từng chia sẻ. Rất nhiều nam diễn viên trong làng điện ảnh không muốn đóng cảnh hôn với nàng Hạ Tử Vi, Mã Y Lợi. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên cho tới khi nguyên nhân đằng sau câu chuyện này được làm sáng tỏ. Đó chính là vì Mã Y Lợi không nhịn được cười khi đóng cảnh thân mật. Điều này trực tiếp làm ảnh hưởng tới tiến độ quay cũng như tâm lý của bạn diễn. Không chỉ có một mình Lưu Diệp, một người khác cũng than trời vì những cảnh hôn với Mã Y Lợi, đó chính là nam tài tử Chu Á Văn. Vốn có rất nhiều đất diễn với những cảnh quay lãng mạn, tình tứ, vậy nhưng tới cảnh hôn, cả hai lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười vì mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách tỏ ra lúng túng trong lúc diễn trước khi kết hôn. Mã Y Lợi có hai mối tình công khai và cũng từng chịu sự phản bội đau đớn của người tình và bạn thân. Khi mới bước chân vào showbiz, Mã Y Lợi rơi vào lưới tình với đạo diễn hơn cô 8 tuổi, Quản Hồ. Nhờ sự giúp đỡ của nam đạo diễn, sự nghiệp của Mã Y Lợi thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi này lại tan đàn, xẻ nghé. Quản Hồ cũng nhanh chóng kết hôn với Lương Tĩnh, người bạn cực thân thiết một thời của Mã Y Lợi. Đau khổ vì mất cả bạn bè lẫn tình yêu, nhưng Mã Y Lợi vẫn không vì thế mà bỏ bê sự nghiệp. Lúc này, cô quen biết với nam diễn viên điển trai Trương Bác. Tuy nhiên, mối tình của họ không được công chúng ủng hộ vì Mã Y Lợi là một nàng Hạ Tử Vi nổi tiếng, còn Trương Bác chỉ là một cái tên vô danh. Cặp đôi này ở bên nhau gần 3 năm, thậm chí còn có tin đồn muốn tiến tới hôn nhân, nhưng cuối cùng vẫn chia tay đầy tiếc nuối. Năm 2005, Mã Y Lợi quen biết Văn Trương, nam diễn viên kém cô 8 tuổi khi cả hai hợp tác trong bộ phim truyền hình Cẩm Y Vệ. Một năm sau, hai người tiếp tục cộng tác trong bộ phim Phấn Đấu. Bất chấp mọi lời ra tiếng vào về việc Văn Trương thua kém Mã Y Lợi cả về sự nghiệp lẫn độ nổi tiếng, sau 2 năm hẹn hò, họ vẫn về chung một nhà vào năm 2008 và nhanh chóng đón con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn, nhờ tài năng và các mối quan hệ của vợ, Văn Trương có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Anh đoạt giải ảnh đế và được khán giả hết sức yêu mến. Lúc này, Mã Y Lợi dần giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Dù kém vợ 8 tuổi, nhưng Văn Trương tỏ ra rất chín chắn, trưởng thành. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, anh luôn có những cử chỉ âu yếm và quan tâm bà xã, khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Vì thế, hai người thường được coi là cặp vợ chồng hạnh phúc kiểu mẫu trong làng giải trí Hoa ngữ. Văn Trương từng chia sẻ, tiền của anh đều giao cho Mã Y Lợi quản và chưa từng tiêu một đồng tiền riêng của bà xã. Nam diễn viên còn khiến dân tình sâu răng khi công khai thổ lộ, Mã Y Lợi chính là Mã Tư Lệnh. Trong nhà, từ việc lớn đến việc nhỏ đều do Mã Tư Lệnh quyết định. Từ trước tới giờ, tôi không cảm thấy mình có bao nhiêu tài giỏi. Tôi cảm thấy việc đáng khoe nhất là bà xã tôi tên Mã Y Lợi. Cứ ngỡ Mã Y Lợi đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình thì vào tháng 3 năm 2014. Giới truyền thông showbiz chấn động khi tung loạt ảnh Văn Trương tay trong tay với mỹ nhân Tân Hồng Lâu Mộng, Diêu Địch. Có thông tin cho biết họ đã có mối quan hệ ám muội từ cuối năm 2013 khi người đẹp họ Mã đang mang thai lần hai. Hình tượng người chồng mẫu mực của Văn Trương hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm và phải nhận vô số gạch đá từ công chúng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Văn Trương đăng đàn trên Weibo thừa nhận chuyện ngoại tình, đồng thời xin lỗi vợ con. Đến hôm nay, tôi xin thừa nhận mọi sai lầm thuộc về mình. Sự nghiệp thuận lợi đã biến tôi thành kẻ ngạo mạn, khó chịu. Tôi thành khẩn xin lỗi. Cuộc đời tôi đã viết nên một trang văn chương sai lầm nhất. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Mã Y Lợi và con cái, chịu trách nhiệm với tất cả những ai đang kỳ vọng ở tôi.
Xin mọi người hãy nhận lấy lời xin lỗi của tôi. Lẽ ra Mã Y Lợi và các con có thể có được một gia đình bình an, ấm áp, nhưng chính tay tôi đã phá bỏ tất cả. Thế nhưng, điều khiến dân mạng bất ngờ nhất chính là một người phụ nữ vốn mạnh mẽ, quyết đoán như Mã Y Lợi lại lựa chọn tha thứ cho người chồng phản bội. Cô còn có phát ngôn gây tranh cãi đến tận ngày nay. Yêu nhau thì dễ, nhưng hôn nhân thì khó. Hãy biết trân trọng. Bố của Mã Y Lợi cũng từng chia sẻ với báo giới. Chỉ cần Văn Chương biết nhận lỗi, làm lại từ đầu, chủ động quay về với gia đình là được. Con gái tôi có thể chấp nhận nó. Cuộc sống vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi coi Văn Chương như con trai. Con cái phạm lỗi, bố mẹ chỉ cần chỉ bảo cho con sửa lỗi. Một tháng sau scandal, Văn Chương và Mã Y Lợi cùng nhau đi nghỉ mát để hàn gắn tình cảm. Họ vẫn có những cử chỉ thân mật như chưa từng có việc ngoại tình. Vào dịp sinh nhật lần thứ 39 của Mã Y Lợi, Văn Chương cầu hôn lại người đẹp trước sự chứng kiến của bạn bè. Anh nói, Tiểu Văn trước đây không đáng tin. Từ nay về sau, anh muốn trở thành một người đáng tin cậy. Có em chính là có tất cả. Bà xã à, xin em hãy lấy anh nhé. Màn cầu hôn này được coi là sự bù đắp của Văn Chương dành cho vợ. Bởi trước đây, hai người chỉ mới đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức đám cưới. Dù vậy, sau khi bị phản bội, Mã Y Lợi cũng dục dịch quay lại showbiz và nhanh chóng lấy lại tình cảm của khán giả bằng diễn xuất tinh tế. Cứ tưởng hôn nhân của Mã Y Lợi sẽ càng bền chặt hơn sau khi xảy ra sóng gió, thì đến tháng 7 năm 2019, nữ diễn viên tuyên bố ly hôn. Sau 11 năm bên nhau, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Tròn 5 năm sau vụ ngoại tình chấn động của Văn Chương với Tiểu Tam Diêu Địch trên trang cá nhân, Văn Chương viết, chúng tôi đường chia đôi ngả, nhưng quãng đời còn lại vẫn giữ tình thân. Còn Mã Y Lợi chia sẻ, chúng ta từng yêu thương sâu đậm, từng cố gắng, trao cho nhau những điều tốt đẹp. Chúng ta tiếc nuối, nhưng không có ai đúng, ai sai. Từ nay, mỗi người vui sống đời riêng. Điều này khiến công chúng tò mò về nguyên nhân cặp đôi đường ai nấy đi. Nhiều kẻ còn đặt điều rằng, có lẽ ông ăn chả, bà ăn nem. Mã Y Lợi đã có người đàn ông khác nên lạnh nhạt với chồng. Mã Y Lợi bị soi có cử chỉ thân thiết với đồng nghiệp Cao Vĩ Quang. Cả hai được cho là đã đi ăn tối vui vẻ với nhau, còn thường xuyên tương tác trên phim trường và cả mạng xã hội. Đối mặt với những tin đồn thất thiệt, Mã Y Lợi đã ngay lập tức phủ nhận. Trang Sina tiếp tục phỏng vấn thêm bạn thân của Mã Y Lợi là bà Trần Lam, vợ ông trùm giải trí Hồng Kông Hướng Hoa Cường. Bà khẳng định không hề có người thứ ba chen chân vào cuộc sống của hai vợ chồng. Lý do cả hai ly hôn là vì gặp vấn đề trong giao tiếp, sau một thời gian suy nghĩ thì quyết định chia tay nhau trong hòa bình. Ngoài ra, hai cô con gái sẽ do Văn Chương và Mã Y Lợi chia sẻ quyền nuôi dưỡng. Sau khi độc thân trở lại, Mã Y Lợi đột nhiên lột xác cả về ngoại hình lẫn phong thái làm việc. Người đẹp xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện phim ảnh và thời trang. Vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ của nàng Hạ Tử Vi khiến công chúng phải xôn xao, bàn tán và dành nhiều lời tán dương. Sự nghiệp của Mã Y Lợi cũng càng ngày càng thuận lợi. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ bộ phim Nửa Đời Trước Của Tôi và hàng loạt dự án phim lớn khác. Nữ diễn viên tiết lộ, sau khi ly hôn, cô từng có quãng thời gian rất buồn bã, cả ngày chẳng muốn làm gì, đầu óc trì trệ, cảm thấy cơ thể không có sức lực. Cô đã đi tập thể hình, học quyền Anh, đi khám bác sĩ tâm lý và nhiều loại phương pháp khác để trở lại sớm hơn với cuộc sống bình thường. Về phần Văn Chương, anh tỏ ra suy sụp thấy rõ sau khi ly hôn. Chỉ một ngày sau khi tin tức được công bố, nam diễn viên bị paparazzi chụp lại cảnh rời khỏi quán ăn trong tình trạng say khướt, phải vịn vào người bên cạnh. Bạn bè của Văn Chương cho hay, nam diễn viên thực sự chán nản sau khi ly hôn. Sau scandal ngoại tình năm xưa, Văn Chương đã biết ơn và trân trọng gia đình hơn. Anh cố gắng tìm mọi cách bù đắp cho vợ, nhưng có vẻ vết sẹo phản bội vẫn luôn ám ảnh Mã Y Lợi. Hiện tại, dường như Mã Y Lợi đã tìm lại được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Cô cũng nhiều lần bị bắt gặp có những hành động thân mật bên người khác phái. Cụ thể, người đẹp từng bị chộp được những khoảnh khắc nũng nịu bên nam diễn viên kém 18 tuổi Ngô Hạo Thần, chàng ứng cần của Hoan Lạc Tụng 2. Tuy nhiên, Ngô Hạo Thần đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn, còn Mã Y Lợi thì không lên tiếng. Hiện tại, dù vẫn lẻ bóng một mình nhưng Mã Y Lợi vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ với nhan sắc chẳng chịu già và sự nghiệp ngày một lên hương.